Triển lãm Không gian Di sản Văn hóa Việt đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã thu hút nhiều người dân và các bạn trẻ đến tham quan tìm hiểu. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của đất nước, đặc biệt là các di sản văn hóa Việt Nam đã được UNESCO công nhận, nhằm tăng cường nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, đồng thời quảng bá tiềm năng văn hóa, liên kết phát triển du lịch di sản bền vững giữa các vùng miền và tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Triển lãm cũng dành riêng không gian giới thiệu về áo dài Việt Nam do Bảo tàng Áo dài thực hiện, gồm những tư liệu, hình ảnh và hiện vật về áo dài Việt Nam từ khi hình thành, gắn với lịch sử dựng nước và giữ nước của phụ nữ Việt Nam và đã trở thành biểu tượng gắn với vẻ đẹp thanh lịch của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ. Hôm nay thì em cùng các bạn đến đây rất là vui ạ. Thứ nhất là biết thêm được về những cái di sản văn hóa thế giới. Thứ hai là cũng để biết thêm được là những đặc trưng của nền văn hóa áo dài Việt Nam cũng tượng trưng cho người phụ nữ Việt Nam. Hôm nay là lần đầu tiên Bảo tàng Áo dài đã được vinh dự đem bộ sưu tập áo dài của mình ra để mà triển lãm ở thủ đô. Chúng tôi mong muốn là nhân dân thủ đô sẽ hiểu hơn về lịch sử áo dài, về những con người đã đóng góp cho đất nước trong tà áo dài, về di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO tôn vinh là đại diện của nhân loại, và áo dài đã tiếp nhận những cái văn hóa của các nước để biến thành một bộ sưu tập áo dài hội nhập như ngày nay. Chúng tôi mong rằng nhân dân thủ đô cũng như là du khách có thể đến với Hà Nội trong dịp này có thể hiểu hơn và yêu áo dài. Năm nay là một cái số lượng rất là đông đảo các tỉnh và các đơn vị tham gia. Nếu tính chi tiết tức là cỡ khoảng hơn 40 đơn vị thành phố tham gia trong lần này. Và đặc biệt là cũng có thêm một cái nét rất là mới là cái bảo tàng áo dài của thành phố Hồ Chí Minh ra tham gia lần này cũng rất là đặc sắc. Thì ấn tượng thì nói chung thực lòng thì là năm nay chúng tôi ghi nhận là chung thì tất cả các không gian của các địa phương, các vùng miền đó là làm rất là kỹ và rất là chỉnh chu và rất là sâu, kể cả hình thức cho đến nội dung trưng bày. Nằm trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra hoạt động thiếu nhi với di sản văn hóa Việt Nam với sự tham gia của các em học sinh từ 6 đến 10 tuổi tại các trường tiểu học, các câu lạc bộ trên địa bàn Hà Nội. Chương trình giao lưu và tìm hiểu về di sản với chủ đề Tuổi trẻ với di sản văn hóa của sinh viên các trường đại học, cao đẳng với các tỉnh, thành phố về tham dự. Đây là hoạt động tăng cường hiểu biết cho thế hệ trẻ về di sản văn hóa Việt Nam. Qua đó, giúp các bạn trẻ nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy di sản của dân tộc. Triển lãm là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thông qua hình thức tuyên truyền trực quan, góp phần quảng bá hiệu quả về di sản văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch, đồng thời nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc cùng chung tay bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc. Để ghi nhận những đóng góp của các đơn vị tham gia triển lãm, nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển lãm Không gian Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2018.